Các bạn vừa xem xong video phân tích của chúng tôi, sau đây sẽ là video hướng dẫn cách làm một chiếc vòng tay màu xanh lá có tên của huấn luyện viên Billy Donovan như này của tôi. Bây giờ các bạn vào làm cùng tôi luôn nhé. Sau khi đo xong, bây giờ mình sẽ cắt cái sợi dây chun này ra nhé. Rồi mình sẽ quấn các cái sợi dây thừa này vào nhé. Sau khi cắt xong, mình sẽ được một cái sợi dây dài khoảng chừng này nhé. Bây giờ mình sẽ đi sâu các cái hạt vào sợi dây chỗ này nhé. Và mình sẽ sâu các cái hạt có chữ cái như này vào trước nha. Đầu tiên mình sẽ sâu chữ N thấp này. Tiếp theo là chữ A. Sau chữ A là chữ V này. Rồi đến chữ O. Chữ N này. Mình sẽ sâu tiếp chữ O. Cuối cùng là chữ R nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sâu một cái hạt có màu ở trong chiếc hộp này nhé. Mình sẽ sâu hình tròn màu xanh lá này.
Rồi mình sẽ sâu chữ vào tiếp nha. Đầu tiên là chữ dài. Tiếp theo là hai chữ L cao. Rồi mình sẽ sâu tiếp chữ Y ngắn. Cuối cùng là chữ B. Rồi mình sẽ sâu các cái hạt có màu vào nhé. Mình sẽ sâu. Tiếp theo là các cái hình tròn, hình trái tim ở giữa. Mình sẽ sâu 4 cái vào này. Tiếp theo là hai cái hình lục giác. Một cái hình tròn. Cuối cùng là cái hình trái tim màu xanh này nha. Rồi bây giờ mình sẽ buộc cái sợi dây chun này vào. Vậy là mình đã hoàn thành xong được một chiếc vòng tay có màu xanh lớp biển như này. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye!